em là nhân viên thực phẩm. Không biết ai là sếp ha. Tìm người nào trong thành đạt ấy? Cô ấy kìa. Ồ, mái tóc dài mượt thật. Có lẽ cô ấy đi tìm dưỡng tóc nên hình như không còn tóc chỉa. Thật ra cô ấy chỉ dùng Rejoice dài mượt mới giúp giảm hẳn tóc chỉa cho mái tóc dài mượt mà như vừa đi tìm dưỡng tóc. Chào chị, chúng em muốn báo cáo. Mình cũng chỉ là nhân viên thực tập thôi. Giảm hẳn tóc chỉa cho mái tóc dài mượt mà Rejoice dài mượt mới. Mua dầu gội Rejoice chai lớn bất kỳ được tặng ngay dầu sáng 11 can đồng.